Theo Marca, nhiều câu lạc bộ đang theo dõi chặt chẽ Zayoc, nhưng khả năng cao MU sẽ có được người mình cần. Quỷ đỏ có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, đồng thời đứng trước nhu cầu cấp thiết phải đầu tư vào một tiền đạo chất lượng. Đội chủ sân Old Trafford muốn mang về một cầu thủ có thể thống trị khu vực vùng cấm và trở thành nhân tố chủ chốt trong nhiều năm tới, giống như cách mà Erling Haaland đang thể hiện trong màu áo Manchester City. MU luôn khao khát sở hữu một tiền đạo có thể đưa đội bóng trở lại thời kỳ đỉnh cao. Bất chấp phong độ trồi sụt trong nhiều mùa giải qua, MU vẫn là thương hiệu toàn cầu và duy trì sức ảnh hưởng lớn. Do đó, Zayoker có thể là thương vụ đình đám tiếp theo của MU. Mức phí phá vỡ hợp đồng trị giá 100 triệu euro, trước đây được coi là quá cao, giờ có thể trở thành hiện thực khi tiền đạo người Thụy Điển liên tục chứng minh được năng lực. Sự tiến bộ vượt bậc của Zayoker biến anh trở thành một trong những tiền đạo hay nhất châu Âu hiện nay. Kỳ chuyển nhượng tiếp theo có thể chứng kiến MU đưa ra lời đề nghị đủ sức nặng cho Zayoker. Khả năng không lâu nữa Manchester United có thể mang về cầu thủ mà họ đang tìm kiếm, Marca kết luận. Mùa trước, Zayoker bứt phá ấn tượng với 43 bàn thắng trong 50 trận đấu cho Sporting Lisbon. Nhưng khi ấy, mức giá cao ngất ngưỡng 100 triệu euro trở thành một rào cản. Không câu lạc bộ nào dám mạo hiểm với một cầu thủ 25 tuổi, vốn không để lại dấu ấn đáng kể trước khi gia nhập Sporting. Họ lo sợ Zayoker là ngôi sao một mùa. Tuy nhiên, Zayoker chứng minh những nghi ngờ đó là sai lầm. Mùa giải năm nay, anh tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng. Tới thời điểm này, Zayoker đã chạm mốc 24 bàn thắng cho câu lạc bộ và hơn 30 bàn nếu tính cả trong màu áo đội tuyển quốc gia. Với những màn trình diễn xuất sắc, sẽ không có gì ngạc nhiên khi các câu lạc bộ lớn bắt đầu thảo luận về khả năng chuyển nhượng Zayoker trong kỳ chuyển nhượng hè năm sau hoặc thậm chí ngay tháng 1 năm 2025. Manchester United đang theo đuổi tiền đạo Zayoker của Sporting Lisbon. Mặc dù mức phí phá vỡ hợp đồng 100 triệu euro ban đầu được cho là quá cao, phong độ ấn tượng của Zayoker với hơn 40 bàn thắng trong hai mùa giải gần đây đã khiến MU cân nhắc nghiêm túc. Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ và nhu cầu cấp thiết cần một tiền đạo đẳng cấp, MU được cho là sẽ đưa ra lời đề nghị trong kỳ chuyển nhượng tới. Marca dự đoán khả năng MU sẽ sở hữu Zayoker trong tương lai gần, biến anh thành nhân tố chủ chốt giống như Erling Haaland ở Manchester City.